Hoa Trinh xin chào quý vị, xin mời quý vị cùng đến với bản tin Today Live ngày 25 tháng 11 năm 2019. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý như sau. Giá xe ô tô không tăng dịp cuối năm. Gạo ngon nhất thế giới cháy hàng. Độc đáo ẩm thực beef steak tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Thưa quý vị, mặc dù thị trường ô tô đang vào mùa cao điểm cuối năm, tuy nhiên do nguồn cung lớn, lượng tồn kho nhiều nên đến thời điểm này, giá ô tô vẫn giữ ổn định. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 10 tháng năm 2019, lượng xe hơi nguyên chiếc nhập vào Việt Nam đạt gần 123.500 xe. Cùng với đó, nguồn cung ô tô sản xuất lắp ráp trong nước cũng tăng lên, khiến nguồn cung dồi dào, thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, trong quý 4 năm 2019, thị trường sẽ ổn định để đón dịp cao điểm mua sắm ô tô cuối năm. Nguồn cung tăng mạnh gây sức ép khiến các hãng xe phải giảm giá để giữ thị phần và cạnh tranh với đối thủ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Còn theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, từ nay đến cuối năm giá xe khó tăng. Cũng liên quan đến thị trường ô tô, thưa quý vị, Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ áp dụng giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô dưới 9 chỗ sản xuất lắp ráp tại Việt Nam theo hướng miễn giảm cho tỷ lệ nội địa hóa linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước. Theo Bộ Tài chính, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm ô tô đến 9 chỗ ngồi tại Việt Nam còn cao so với khu vực, so với các sản phẩm ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, đặc biệt là các sản phẩm từ ASEAN, ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đang gặp bất lợi về giá thành bởi chi phí sản xuất cao hơn từ 10 đến 20%. Nếu không có các chính sách ưu đãi hỗ trợ nhằm giảm giá thành xe sản xuất lắp ráp trong nước thì ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đặc biệt là sản xuất lắp ráp ô tô con sẽ khó có thể duy trì phát triển do không thể cạnh tranh được với làn sóng ô tô nhập khẩu. Theo các đại lý bán gạo, sau khi đạt giải gạo ngon nhất thế giới, gạo ST25 cháy hàng và đang trong tình trạng cung không đủ cầu. Đại diện doanh nghiệp sản xuất và cung ứng gạo ST25 cho biết, những ngày này nhu cầu tiêu thụ gạo ST25 tăng cao đột biến. Tuy nhiên, để giữ chữ tín và thương hiệu lâu dài, doanh nghiệp cam kết sẽ không nâng giá bán. Doanh nghiệp cung ứng yêu cầu các đại lý không được làm giá, đại lý nào vi phạm sẽ bị ngưng cung cấp gạo. Trước đó, tại cuộc thi World's Best Rye, gạo ngon nhất thế giới, tại hội nghị quốc tế lần thứ 11 về thương mại gạo tổ chức tại Manila, Philippines, loại gạo ST25 do nhóm nhà khoa học gồm kỹ sư Hồ Quang Cua, tiến sĩ Trần Tấn Phương và kỹ sư Nguyễn Thị Thu Hương nghiên cứu ra đã vinh dự nhận được cúp World's Best Rye, tức gạo ngon nhất thế giới. The Peak, cơ hội cuối cùng sở hữu tuyệt phẩm Midtown. Tầm nhìn toàn cảnh Sakura Park và dòng sông cảnh quan thiên nhiên. Kiệt tác kiến trúc được kiến tạo từ Phú Mỹ Hưng và những tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản. Daiwa House, Nomura Real Estate, Sumitomo Forestry. Một phong cách sống đẳng cấp đặc quyền, một khu phức hợp 3 chức năng với thế giới tiện ích ngay như cửa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp dành riêng cho những chủ nhân tôn quý. Phú Mỹ Hưng Midtown, thiên đường cuộc sống. Theo dự báo của Sở Công Thương Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thành phố sẽ thiếu khoảng 3.500 tấn thịt lợn. Sở Công Thương Hà Nội cho biết, nhu cầu tiêu dùng thịt lợn của người dân trong dịp Tết khoảng 15.610 tấn, tăng khoảng 18-20%. Trong khi đó, nguồn cung mặt hàng này đang bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi. Dịch bệnh đã gây thiệt hại lớn cho các cơ sở chăn nuôi và vẫn còn diễn biến phức tạp. Ước tính tổng đàn lợn trên địa bàn còn khoảng 1,18 triệu con, so với nhu cầu tiêu dùng trong tháng Tết còn thiếu 3.500 tấn. Thời điểm này chưa đến Tết, nhưng nguồn cung thịt lợn đang hụt 30%. Thành phố Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá, rà soát lại nguồn hàng, không để thiếu hàng cục bộ dẫn đến tăng giá. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, 10 tháng năm 2019, xuất khẩu hạt tiêu đạt 250.000 tấn, trị giá hơn 630 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 20% về lượng nhưng giảm hơn 6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Theo Bộ Công Thương, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng thế giới có xu hướng tăng tại một số nước sản xuất do nhu cầu tiêu thụ trong mùa đông tăng. Tuy nhiên, thì giá hạt tiêu được dự báo khó có sự tăng mạnh do áp lực dư cung. Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới ước tính sản lượng hạt tiêu trên toàn cầu năm 2019 đạt 592.000 tấn, trong khi nhu cầu khoảng 450.000 tấn, nên giá hạt tiêu vẫn sẽ tiếp tục ở mức thấp trong thời gian tới. Những thông tin xung quanh chủ đề hàng hóa tiêu dùng cũng đã khép lại phần cập nhật tin tức của chúng tôi. Today Live sẽ còn mang đến những thông tin hấp dẫn khác ở phần tiêu điểm. The
The Peak, cơ hội cuối cùng sở hữu tuyệt phẩm mỹ thảo. Tâm nhìn toàn cảnh Sakura Park và dòng sông cảnh quan thiên nhiên. Kiệt tác kiến trúc được kiến tạo từ Phú Mỹ Hưng và những tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản. Daiwa House, Nomura Real Estate, Sumitomo Forestry. Một phong cách sống đẳng cấp đặc quyền, một khu phức hợp 3 chức năng với thế giới tiện ích ngay như cửa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp dành riêng cho những chủ nhân tôn quý. Phú Mỹ Hưng Midtown, thiên đường cuộc sống. Là khu đô thị thu hút cộng đồng dân cư đa quốc gia đến sinh sống và làm việc, tại Phú Mỹ Hưng, rất nhiều nhà hàng theo các phong cách ẩm thực khác nhau đã được mở ra để phục vụ nhu cầu đa dạng của thực khách, trong đó thì có các nhà hàng chuyên món beefsteak. Bò bít tết hay còn gọi là beefsteak là món ăn có xuất xứ từ Pháp, được ưa chuộng bởi thực khách châu Âu và châu Mỹ, nhưng du nhập vào Việt Nam. Món ăn này dần trở nên quen thuộc trong phong cách ẩm thực hiện đại của người Việt. Đến Phú Mỹ Hưng thưởng thức ẩm thực, bạn không thể bỏ qua những nhà hàng chuyên về món này tại đây như Mu Beefsteak, Kobe Kamino hay El Gaucho. Đều lấy món beefsteak làm chủ đạo, nhưng mỗi nhà hàng có những bí quyết riêng trong nguyên liệu cũng như cách chế biến, cùng cung cách phục vụ để tạo nên nét độc đáo riêng. Nếu yêu thích món beefsteak theo phong cách phương Tây, bạn có thể đến nhà hàng Mu Beefsteak Phú Mỹ Hưng. Nhà hàng phục vụ thực khách những món steak được chế biến từ các giống bò nổi tiếng thế giới như Wagyu, Black Angus, được nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu uy tín như Tyson, Omaha của Mỹ và Mungwara của Úc. Món steak độc đáo và ngon nhất của nhà hàng là thân vai bò có xương, hay còn gọi là OP rib. Đây là phần thịt ở chỗ ít vận động trên cơ thể con bò, không cơ gân, lại xen kẽ mỡ, khiến cho miếng thịt bò có độ mềm ngậy như bơ và rất mọng nước. Thưởng thức những món beefsteak được chế biến theo phong cách riêng, ăn kèm với các loại sốt đặc biệt trong một không gian đậm chất hoang dã của miền Tây nước Mỹ. Cùng cung cách phục vụ sang trọng, không ít thực khách đến với nhà hàng đã tỏ ra rất hài lòng. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng ở đây thì mình thấy là rất là nhiều nhà hàng cũng khá là đa dạng, không chỉ là những cái món Hàn Quốc mà có rất là nhiều nhà hàng về món Việt, nè, món Âu. Thì đặc biệt là về bít tết thì mình thấy là mỗi nhà hàng thì có một phong cách riêng, có những cái menu riêng đặc trưng mà mình cũng hay ăn ở đây. Thì mình thấy ở đây bò nó cao cấp và cái cách chế biến vừa miệng của mình và không gian cũng rất là thoải mái. Cuối tuần thì mình hay dẫn gia đình đến đây ăn. Một nét riêng khác trong ẩm thực beefsteak tại Phú Mỹ Hưng phải kể đến là nhà hàng Kobe Kamino. Kobe Kamino phục vụ thực khách các món bò, trong đó có món beefsteak được chế biến từ loại thịt bò được biết đến là ngon và đắt nhất trên thế giới là bò Kobe. Nguyên liệu thịt bò Kobe của nhà hàng được nhập khẩu trực tiếp từ vùng Tajima của Nhật và được chế biến bởi chính những đầu bếp người Nhật. Đây là món beefsteak được làm từ thịt bò Kobe và nướng bằng than. Cách nướng này khác với nướng trên chảo nhiệt, nó giúp giữ lại hương vị thơm ngon và đặc trưng của mỡ bò. Món này được tẩm ướp đơn giản với tiêu và muối và được dùng cũng chỉ đơn giản với muối và wasabi để thực khách có thể cảm nhận hương vị tự nhiên nhất của bò Kobe. Ngoài món beefsteak, nhà hàng Kobe Kamino còn phục vụ thực khách các món bò Kobe chế biến theo set như sushi bò, bò hầm, bò trứng hấp và các món đơn như bò tần luộc chiên giòn, bò sandwich, bò chiên, vân vân. Với không gian được thiết kế nhẹ nhàng, ấm cúng, nhà hàng là điểm hẹn cho những ai muốn thiết đãi khách quý bằng món bò được cho là ngon nhất thế giới hiện nay. Tại Việt Nam, những nhà hàng Nhật Bản có phong cách như thế này rất ít, ngay cả ở Nhật cũng vậy. Ở Phú Mỹ Hưng được thưởng thức các món bò Kobe theo đúng phong cách Nhật thế này, tôi cảm thấy rất là vui. Mình có cả may mắn hơn mọi người là mình được sử dụng rất là nhiều loại bò. Nhưng mà riêng cái món bò Kobe này thì tôi thấy là nó khác hơn những cái loại bò khác. Tại vì nó có cái vị béo đặc trưng của bò Kobe. Em nói chung là món nào của nhà hàng từ xếp từ đầu cho đến đuôi là tôi đều thích hết. Nên mình không có nói được cái món nào là ngon nhất, tại thấy món nào nó cũng là ngon nhất á. Nhận thấy khu đô thị Phú Mỹ Hưng đang từng ngày phát triển, người dân ngày càng có nhu cầu cao với các dịch vụ có sự khác biệt, nên các nhà hàng beefsteak cho biết họ không ngần ngại mang những món ăn nổi tiếng của thế giới về phục vụ cho cư dân, thực khách tại đây. Chúng tôi cảm thấy là càng ngày cư dân càng nhu cầu về ẩm thực tăng lên, đòi hỏi cái mới mẻ. Thì chúng tôi cũng muốn là tạo điều kiện để cho cư dân Phú Mỹ Hưng được ăn những món mới, những món ngon và trên thế giới được biết đến. Và cái thuận tiện ở trong đây là mọi người không phải đi xa, rồi cư dân ở đây cũng là thu nhập cao,
cho nên là chúng tôi đòi hỏi những yêu cầu về ẩm thực khắt khe, thực phẩm cũng như là cách chế biến. Chỉ một món beef steak thôi đã cho chúng ta thấy được sự đa dạng, phong phú trong ẩm thực của Phú Mỹ Hưng. Nhìn rộng hơn, đó là sự hiện đại, là tiện ích trong cuộc sống mà khu đô thị này đã mang đến cho cộng đồng cư dân Phú Mỹ Hưng và cả những người dân thành phố. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ mang đến quý vị những thông tin thú vị về sự hợp tác của thương hiệu trang sức P&G với đế chế giải trí toàn cầu Walt Disney thông qua chuyên mục Góc Chia Sẻ. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. The Peak, cơ hội cuối cùng sở hữu tuyệt phẩm Mỹ Thảo. Tâm nhìn toàn cảnh Sakura Park và dòng sông cảnh quan thiên nhiên. Kiến tác kiến trúc được kiến tạo từ Phú Mỹ Hưng và những tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản. Daiwa House, Nomura Real Estate, Sumitomo Forestry. Một phong cách sống đẳng cấp đặc quyền, một khu phức hợp 3 chức năng với thế giới tiện ích ngay như cửa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp dành riêng cho những chủ nhân tôn quý. Phú Mỹ Hưng Mỹ Thảo, thiên đường cuộc sống. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận P&G vừa ký kết hợp tác thương mại với đế chế giải trí nổi tiếng toàn cầu Walt Disney. Nhân sự kiện này thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, thành viên hội đồng quản trị P&G về sự hợp tác này cũng như những giá trị mà hai bên sẽ mang lại cho người tiêu dùng. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa bà, vì sao là trong rất là nhiều cái thương hiệu trên thế giới hiện nay thì P&G lại là một thương hiệu trang sức lại quyết định chọn hợp tác với một cái thương hiệu nổi tiếng về mặt hoạt hình như là Disney ạ? Cái việc mà hàng giả, hàng nhái hoặc là sử dụng hàng không có bản quyền đó thì rất là tràn ngập, và đặc biệt là thị trường Việt Nam của chúng ta. Nó rất là quan trọng ở cái chỗ là những cái nhẫn, những cái vòng, đặc biệt là cho trẻ con, thì khi mà đeo trực tiếp như vậy, nếu mà nó không rõ nguồn gốc xuất xứ thì nó sẽ cũng rất là nguy hiểm tới sức khỏe của người tiêu dùng. Khi mà P&G có nhượng quyền sử dụng thương hiệu với Disney nữa, thì là Disney cũng là một thương hiệu được yêu mến, và như vậy thì người tiêu dùng sẽ tìm được những cái mà họ rất là thích, mà được bảo chứng và được cam kết về mặt chất lượng, nó an toàn hơn là rất là nhiều. Vậy thì người tiêu dùng có thể kỳ vọng gì từ sự hợp tác này ạ? Chúng tôi chọn cái đầu tiên á, là những nhân vật công chúa trong phim hoạt hình của Disney là Disney Princess. Trong đó thì có rất là nhiều công chúa, và mỗi nhân vật như vậy đều có những cái tính cách rất là khác nhau và đã truyền cảm hứng cho bên thiết kế và sáng tạo của chúng tôi, tạo ra những cái sản phẩm dựa trên những cái tinh thần, những cái tính cách của các công chúa để đưa ra bộ sưu tập lần này. Và mùa này là Disney cũng tung ra bộ phim Frozen 2. Frozen là một bộ phim được đón chào, được yêu thích 5-6 năm trước rồi, rất là nổi tiếng. Và chúng tôi hy vọng rằng là trong cái dịp ra phim lần này thì P&G cũng có một bộ sưu tập của Elsa sẽ đem đến một cái sự lựa chọn thật là thú vị cho người tiêu dùng. Như chia sẻ của P&G, tức là P&G là cái thương hiệu trang sức đầu tiên của Việt Nam hợp tác với Disney để mà khai thác cái hình ảnh từ Disney, và để mà gọi là có được cái sự hợp tác này thì P&G cũng đã phải đáp ứng những cái yêu cầu, những cái quy định rất là nghiêm ngặt từ phía Disney. Vậy thì những cái yêu cầu, những cái quy định đó là gì ạ? Tức là các cái chuẩn mực về mặt lao động thì phải đáp ứng được cái chuẩn về lao động quốc tế là ILS. Không chỉ là cái nhà máy sản xuất ra sản phẩm mà tất cả các cái nhà cung ứng tham gia vào cái chuỗi cung ứng của chúng tôi, ví dụ như là POSM hay bao bì, cái gì mà có cái thương hiệu của Disneyland thì cũng đều có chuẩn cái phải có những cái giấy chứng nhận như thế này. Và thứ hai á, là chúng tôi phải mua bảo hiểm cho sản phẩm. Xin mời cho biết là sau cái bộ sưu tập mới từ cái sự hợp tác này mà P&G chuẩn bị tung ra thị trường thì các bước tiếp theo của cái quá trình hợp tác này là gì? Trong những thời gian sắp tới, nếu có những cái phim nó phù hợp thì chúng tôi cũng sẵn sàng là ra những bộ sưu tập cho phù hợp. Và đặc biệt là năm 2020 là năm chuột, thì Mickey sẽ là một cái biểu tượng sẽ rất là hay, sẽ rất là gần gũi, và chúng tôi rất là tin tưởng là vào cái năm, vào cái Tết âm lịch năm 2020, năm con chuột đó, thì với hình ảnh Mickey chúng tôi cũng sẽ là một cái điểm thắng lợi trong năm tới. Cảm ơn bà về những thông tin chia sẻ của bạn. Chuyên mục Góc Chia Sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin Today Live ngày hôm nay. Hy vọng rằng các gia đình đã có được những thông tin bổ ích và thú vị. Chúc quý vị một tuần làm việc mới thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.